Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta đấu thầu qua mạng hay còn được gọi là đấu thầu online trên hệ thống website đấu thầu mới từ ngày 16 tháng 9 năm 2022. Thì như chúng ta đã biết thì từ giữa tháng 9 năm nay, năm 2022, thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đã triển khai hệ thống đấu thầu qua mạng trên cái hệ thống website mới, mà cái hệ thống này là nó bắt buộc phải chạy trên các cái trình duyệt web mới như là Google Chrome hoặc là Firefox đấy, hoặc là Microsoft Edge, chứ không chạy được trên cái trình duyệt web như là Internet Explorer của trước đây nữa. Đó. Thế thì trong video này tôi sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ dẫn cái cách để mà tải về file PDF mà chứa cái biểu mẫu mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sau đó thì đưa toàn bộ cái công tác hàng trăm hàng nghìn công tác đó ở trong file PDF đó để đưa vào phần mềm dự toán G8 trong cái xích công trình thế nào. Phần thứ hai là chúng ta sẽ học cái cách để mà tải cái đơn giá dự thầu trong cái sheet dự thầu của phần mềm dự toán G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Phần thứ ba là chúng ta sẽ tải cái đơn giá dự thầu từ một tệp Excel bất kỳ. Đấy, có thể là tệp Excel mà chúng ta làm từ một phần mềm dự toán nào đó xuất ra, có thể là chúng ta làm tay, chúng ta chỉnh sửa một tay ở ngoài. Đấy, một tệp Excel bất kỳ lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thế thì phần đầu tiên là tôi sẽ dẫn tải file PDF chứa cái biểu mẫu mời thầu hay còn được gọi là tiên lượng mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sau đó thì chúng ta đưa các cái tiên lượng mời thầu, cái công tác chứa các khối lượng đó vào trong cái sheet công trình của phần mềm dự toán G8. Thế thì chúng ta sẽ làm việc với một cái gói thầu. Giả sử chúng ta sẽ làm việc với cái gói mà có mã thông báo mời thầu là IB22002115, tên là thi công xây dựng bảo dưỡng sửa chữa trường trung học Nguyễn Hiền. Đó, thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang web là muasamcong.mpi.gov.vn. Chúng ta sẽ vào trang web muasamcong.mpi.gov.vn. Chúng ta có thể sử dụng Google Chrome hoặc là chúng ta sử dụng Firefox vân vân để mà sử. Tuy nhiên thì tôi khuyến nghị là nên sử dụng Google Chrome. Tiếp theo, ở cái mục mà nhập mã thông báo mời thầu thì chúng ta sẽ nhập nháy phải chúng ta paste, chúng ta điền cái số thông báo mời thầu của chúng ta vào đây. Sau đó chúng ta bấm nút tìm kiếm để cái website họ tìm chúng ta cái gói thầu này. Tiếp theo chúng ta click vào cái tên của gói thầu, ví dụ như đây là thi công xây dựng. Đấy, click vào đây. Tiếp theo chúng ta click vào mục là hồ sơ mời thầu bên tay phải, phía trên bên phải. Rồi, tiếp theo chúng ta bấm vào mục 1.5 là biểu mẫu mời thầu. 1.5 biểu mẫu mời thầu. Chúng ta thấy là website Bộ Kế hoạch Đầu tư đã hiển thị chúng ta cái chương 5 biểu mẫu mời thầu đây rồi. Đấy, và chứa các cái công tác gồm tên công tác này, đơn vị tính và khối lượng. Đấy. Thế nếu mà bây giờ mà chúng ta copy cái này, chúng ta bôi đen và chúng ta copy đấy, các cái công tác này mà sang Excel hoặc là vào phần mềm G8 vân vân thì chúng ta nó sẽ ra như thế này. Chúng ta copy, sau đó thì chúng ta mở Excel chẳng hạn, chúng ta paste. Đấy, chúng ta cột này rộng, chúng ta paste thì nó sẽ chẳng ra cái gì cả. Ra một cái mớ chúng ta không nhìn ra cái gì cả như chúng ta nhìn trên màn hình. Thế cho nên là chúng ta không nên làm như thế. Mà chúng ta hãy click vào cái nút là tải về ở phía trên cùng bên tay phải đây, chúng ta tải cái file PDF chứa cái tiên lượng mời thầu này về. Thì đã tải cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta click cái vào cái nút này, nó có biểu tượng là chúng ta mở cái thư mục chứa biểu mẫu mời thầu đây, thì chúng ta đã tải cái file biểu mẫu mời thầu .pdf về. Bây giờ chúng ta sẽ nháy phải cho open để chúng ta mở cái này ra. Thì máy tính của tôi có cài cái phần mềm diệt virus BKV thì nó hỏi có mở không, thì tôi chọn mở bình thường. Rồi, thì bây giờ tôi đã mở cái biểu mẫu mời thầu chứa tất cả là 8 trang đấy, trên cái phần mềm bằng FoxSuite Reader. Đấy, nếu như mà chúng ta chưa có phần mềm FoxSuite Reader thì chúng ta tải và chúng ta cài FoxSuite Reader thì làm việc rất là nhẹ và rất dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ dẫn chúng ta để cái cách để mà đưa cái tiên lượng mời thầu này gồm các cái đầu việc này trong 8 trang
8 trang hay là 15 trang hay bao nhiêu trang đấy thì tùy từng file. Chúng ta sẽ làm sao để nhanh nhất để đưa vào trong cái sheet công trình của phần mềm G8. Thì tôi nói tổng thể là sẽ có hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ copy toàn bộ cái tiên lượng này đấy, vào một cái file Excel. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng G8 để chúng ta lấy công trình từ Excel. Thế thì trước khi đi vào cái bước đầu tiên là bước mà copy sang Excel thì chúng ta lưu ý là cái cột khối lượng tham khảo ở đây, khối lượng này thì là chúng ta dùng hệ Việt, tức là dấu phân cách hợp phân là dấu phẩy đấy, và dấu phân cách hàng đơn vị nghìn triệu tỷ vân thì là dấu chấm. Cho nên trước khi mà chúng ta copy sang Excel thì chúng ta phải kiểm tra trong control panel của chúng ta là chúng ta đặt đúng cái hệ dấu chấm dấu phẩy chưa, bằng cách là chúng ta sẽ vào trong cái control panel, open control panel này, chúng ta vào cái mục clock language and region này, chúng ta vào mục region này, sau chúng ta sẽ kích vào cái nút là additional setting này. Đấy. Sau đó chúng ta kiểm tra lại cái mục là disable symbol của chúng ta, symbol chúng ta đây là dấu phẩy, bắt buộc phải là dấu phẩy. Cái mục thứ hai là zigzag grouping symbol thì chúng ta bắt buộc phải để dấu chấm. Sau đó chúng ta bấm ok. Đấy, là xong. Chúng ta bấm ok là xong. Đấy, xong chúng ta đóng cái cửa sổ này lại. Đấy. Tiếp theo, bây giờ tôi sẽ dẫn chúng ta cái cách để mà copy toàn bộ cái này từ Excel sang Excel. Thì đầu tiên chúng ta bôi đen độ khoảng 2-3 dòng đầu như thế này. Đấy. Sau đó chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta kéo toàn bộ, chúng ta kéo cái thanh cuộn bên trên cùng bên tay phải này, chúng ta kéo xuống dưới cùng, xuống đến công tác cuối cùng. Đấy. Thì đến dưới cùng là ghi chú. Đấy. Thì công tác của nó là công tác số 6.1 là gia công lắp dựng trần. Đấy. Đấy. Tôn dày 0,23mm khối lượng 168. Thế thì đến đây rồi thì chúng ta bấm tiếp phím shift, bấm và giữ phím shift trên bàn phím. Và chúng ta khi mà chúng ta di chuyển sang bên phải cái vùng này, chúng ta thấy là cái con trỏ chuột nó vẫn hình bàn tay thì chúng ta không thể nào chúng ta lựa chọn được, mà chúng ta phải để cái con trỏ chuột nó vào giữa cái đơn vị tính cuối cùng. Thì ở đây là chúng ta đơn vị tính của nó là mét vuông thì chúng ta sẽ để vào cái giữa số chữ M và số 2. Và chúng ta chấp nhận một điều rằng là chúng ta mất đi một chữ cái cuối cùng. Lưu ý là chỉ có một chữ cái cuối cùng thôi ạ, là số 2 đấy ạ. Đấy, thì lát nữa chúng ta sẽ điền sau. Chúng ta nháy phải, chúng ta chọn copy. Tiếp theo chúng ta mở Excel ra. Chúng ta cho cột B này, cột cho nó rộng ra để chúng ta chứa tên công tác nó dễ nhìn thôi. Chúng ta bấm nút paste hoặc là chúng ta bấm Ctrl V cũng được thôi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã copy toàn bộ sang Excel rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là đây nó có các cái nhóm đầu việc, như là nhóm 1 là nhóm nhà vệ sinh. Đấy. Nhóm 2 chẳng hạn thì là nhóm lắp đặt hệ thống điện chẳng hạn. Đấy thì vì lát nữa chúng ta sẽ lấy từ Excel mà chúng ta sẽ chỉ cho nó là cái cột số tự là chính là mã. Chúng ta tạm lấy là mã thôi chứ nó không phải là mã. Cho nên là để cho nó chuẩn thì chúng ta nên xóa cái số tự của cái nhóm này đi. Bởi vì đây chỉ là nhóm thôi chứ không phải là khối lượng đầu việc, chứ không phải là công tác, cho nên nó không có khối lượng. Đó, thì chúng ta xóa cái số tự một này đi. Rồi, các cái số tự sau chúng ta cứ để. Đây là tên các đầu việc thì chúng ta cứ để các số tự. Tiếp theo này, chúng ta kiểm tra một chút thì chúng ta thấy chỗ này, khi mà paste sang từ file PDF ấy, thì nó có một chút vấn đề. Thì chúng ta paste sang đây thôi, copy chúng ta paste sang. Chỗ này mục 2, chúng ta xóa đi. Và chúng ta chỉnh lại cái tên này cho nó đúng một chút. Lắp đặt hệ thống điện. Rồi. Tiếp theo mục 3, đây thì nó cũng là mục 3 là cái nhóm. Nhóm 3 là lắp đặt hệ thống nước chẳng hạn thì nó không khối lượng. Thì nó chỉ là cái nhóm đầu việc thôi, chúng ta bỏ số 3 đi. Đấy, cứ nhóm đầu việc chúng ta bỏ đi. Còn các cái đầu việc thì chúng ta để số tự. Tiếp theo tương tự như vậy, nhóm thứ 4 là nhóm hầm tự hoại, nó không có khối lượng, nó chỉ là nhóm, chúng ta bỏ số 4 đi. Tên đầu việc chúng ta vẫn để. Đơn vị tên công tác ở đây nó bị nhầm. Đấy, chúng ta chuyển sang đây cho đúng tên công tác của nó. Cái dòng chống này chúng ta để cũng được mà chúng ta xóa cũng được, không sao cả. Mục thứ 5, chúng ta bỏ cái số tự đi, vì đây nó chỉ là một nhóm không có khối lượng, không có đơn vị. Tiếp theo mục số 6 là phông phòng học, không có khối lượng. Đấy, chúng ta bỏ đi. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu cái công trình lại, lưu cái file lại. Thế thì bây giờ tôi sẽ lưu một cái thư mục là ổ e đấu thầu qua mạng online. Tôi sẽ lưu với một cái tên là tiên lượng mời thầu trường trung học Nguyễn Hiền. Tôi copy sẵn để cho nó đỡ mất công thời gian phải gõ. Tôi bấm save xong.
Bây giờ chúng ta đã tạo lưu được copy và paste sang Excel thành công, lưu thành công rồi, và bây giờ chúng ta đóng file Excel này lại. Rồi, bước tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để mà lấy công trình từ Excel, từ chính cái file mà chúng ta file PDF mà chúng ta đã copy và paste sang Excel rồi. Thì trước khi mà lên trình từ Excel, chúng ta phải kiểm tra là cái công trình này là tỉnh nào đấy, và chúng ta sử dụng cái đơn giá, nên sử dụng đơn giá mới nhất, bởi vì là tại cái thời điểm đấu thầu thì là bao giờ người ta sử dụng đơn giá mới nhất thì chúng ta chọn. Tuy nhiên đây thì tôi cứ chọn là Hà Nội, đơn giá là 5481, vì nó có cái đơn giá nó tỉnh nào chúng ta chọn cho đúng cái tỉnh của chúng ta nhé, tỉnh mà chứa cái công trình đấy. Tiếp theo chúng ta vào menu file, ta vào menu lấy công trình từ Excel, chúng ta chọn cái file là tiên lượng mời thầu trường trung học Nguyễn Hiền .xlsx, chúng ta chọn open. Rồi thì bây giờ G8 nó mở chúng ta một cái file chứa ba cái sheet, sheet 2, 3 là trắng, sheet 1 là chứa cái tiên lượng này. Thì bây giờ chúng ta điền cột mã số đơn giá, đúng không ạ, là cột, chúng ta cứ để số tự ở đây là mã đi không sao cả, sau đó chúng ta điền sau. Như vậy mã là cột A, đúng chưa, cột tên công tác, đúng chưa, cột tên công tác là cột B, chúng ta điền công tác là cột B, chữ B ở đây. Còn đơn vị tính ạ, đơn vị tính là cột D, đúng chưa, chúng ta điền đơn vị tính cột D ở đây. Số kiện dài rộng cao hệ số vân vân là không có, cho nên là chúng ta nhảy xuống cột khối lượng là cột gì ạ, cột khối lượng của C, khối lượng tham khảo của C đây, của C đấy. C đơn giá vật liệu công máy là không có, đây là trắng trơn đấy. Đơn giá vật liệu nhân công máy không có. Dòng tác đầu tiên là dòng số 2, chúng ta điền số 2 ở đây, số 2 ở đây. Sheet chứa tiên lượng là sheet 1 đây, chúng ta chọn sheet 1 đấy. Sau đó thì chúng ta bấm nút là chấp nhận và chúng ta chờ một vài giây để cho phần mềm lấy công trình từ Excel, thì nó chỉ mất khoảng 2-3 giây thôi thì nó báo là đã lấy xong rồi đấy. Thế bây giờ đã lấy cho chúng ta xong đấy, thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cái số tự ấy, thì nó tạm thời để nó lấy làm mã, thì bây giờ chúng ta phải bỏ cái số tự đi và chúng ta sẽ điền mã vào. Và trước khi mà thay mã, chúng ta nên bỏ cái tích là thay tên công tác khi trang mới đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta để cái tích là thay tên công tác trang mới này, thì khi chúng ta tra mã thì cái tên này nó sẽ lấy theo tên chuẩn của đơn giá và định mức do tỉnh công bố. Cho nên là chúng ta nên bắt buộc chúng ta phải bỏ nó đi, bỏ cái tích này đi, để khi mà nó tra tên công tác thì cái tên này nó giữ nguyên cho chúng ta. Đó. Thế thì để cho không mất thời gian thì tôi cũng không cần thiết phải là tra cái mã ở trong cái video sau, ở cái video khác chứ không liên quan đến phần này. Cho nên là tôi tạm thời tôi copy cái số tự này để tôi chuyển sang đơn giá, để lát nữa tôi sẽ demo chúng ta cái cách mà up cái đơn giá lên như thế nào. Tôi giả sử tôi copy số tự, tôi paste sang cái đơn giá vật liệu này. Đấy. Phần mềm nó báo có đơn giá mới. Tôi đã paste cái số tự 12 sang đơn giá vật liệu 12456789010 đây, để lát nữa nó tính, để nó có số liệu nó tính thôi. Đấy. Thì mục đích của chúng ta là để up cái bài thầu lên thôi mà, chứ không phải là. Rồi bây giờ chúng ta sang miếng sheet dự thầu để chúng ta xem nó tính toán. Mục đích của tôi để lấy số liệu thôi, lấy số liệu về đơn giá để tôi up lên thôi. Đó. Thế bây giờ sau khi nó tính ra thì nó tính được đơn giá là 12467 chẳng hạn. Công tác số 5 nó ra được đơn giá là 7 vì lý do nó còn tính các cái chi phí như là chi phí chung, rồi lán chạy nhà tạm, rồi công tác không xác định, rồi thuế má thứ vân vân. Thì công tác số 5 này nó ra được là 7 đồng. Đấy, tức là đơn giá gốc là 5 đồng, thế nhưng mà nó tính các cái chi phí khác vào thì ra được 7 đồng. Đó. Đấy, thì như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà chúng ta tải về cái file PDF chứa tiên lượng mời thầu và đưa vào cái sheet công trình của phần mềm dự toán G8, và sau đó thì chúng ta chạy sang bên sheet dự thầu. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để mà chúng ta tải đơn giá dự thầu ở trong cái sheet dự thầu của phần mềm dự toán G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần mềm G8, sau đó thì chúng ta vào menu đấu thầu online. Tiếp theo chúng ta vào menu là tải đơn giá dự thầu G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và chúng ta chờ một chút để cho cái website này nó mở lên. Chúng ta đóng các cái thông báo nếu có của website lại.
tùy từng thời điểm nó sẽ có những cái thông báo khác nhau. Thế thì sau khi một website lên thì phần mềm nó hiển thị cái cửa sổ để chúng ta tải cái đơn giá dự thầu lên. Thì nó hướng dẫn là gì ạ? Bước 1 có hai bước, bước 1 là mở bảng, xin hãy mở bảng tổng hợp giá dự thầu trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư trong trình duyệt web Google Chrome do G8 vừa mở ra. Đó, chúng ta lưu ý á là chúng ta phải mở cái trình duyệt web Google Chrome trên website của G8 vừa mở ra. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Thì đây chính là cái website trên đây là chính là cái trình duyệt web Google Chrome. Đây, các bạn thấy ạ. About Google Chrome. Đây chính là cái trình duyệt web Google Chrome mà do G8 đã mở ra thì chúng ta bắt buộc phải mở trên cái này. Chứ chúng ta không nên là mở cái Google Chrome của chúng ta ở ngoài. Đấy. Bây giờ tôi sẽ copy cái số thông báo mời thầu này. Chúng ta paste vào đây để chúng ta tìm kiếm. À mà cái này bắt buộc chúng ta phải đăng nhập. Vậy thì bước 1 là chúng ta phải đăng nhập vào đã. Chúng ta phải đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu. Đấy, chúng ta đăng nhập vào. Đăng tên đăng nhập đây, copy. Mật khẩu đây, copy. Sau đó chúng ta click vào cái nút là I'm not robot. Chúng ta bấm nút đăng nhập. Sau đó chúng ta bấm vào cái, chúng ta mở cái Gmail của chúng ta ra để chúng ta xem mã xác thực là cái gì. Chúng ta có mã xác thực mà website của Bộ Kế hoạch Đầu tư của chúng ta. Chúng ta chọn copy cái mã này. Mã xác thực chúng ta copy vào. Sau đó chúng ta paste vào đây. Cái mã xác thực chúng ta bấm nút đăng nhập. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào cái nhà thầu với cái mã VN đuôi 741 này. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ đăng truy cập vào cái gói thầu của chúng ta. Đây chúng ta sẽ copy cái số thông báo mời thầu và chúng ta paste vào đây. Cho chúng ta bấm nút tìm kiếm để chúng ta tìm đúng cái gói thầu của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta bấm vào cái nút là nộp hồ sơ dự thầu. Khi đó thì website của Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo là chúng ta vui lòng đổi vai trò để thực hiện chức năng. Chúng ta bấm đóng. Sau đó chúng ta bấm vào cái tài khoản chúng ta. Chúng ta chọn đổi vai trò. Chúng ta chọn nhà thầu. Nếu như mà website này không thông báo gì thì tốt. Còn nếu mà thông báo thì chúng ta phải chỉnh lại. Và thông thường thì tôi thấy là hiện nay tính đến thời điểm là 20 tháng 10 năm 2022. Thì là sau khi mà đổi vai trò xong thì chúng ta không làm gì được cả, bắt buộc chúng ta phải đóng cái tab này lại. Sau đó chúng ta bấm lại nút nộp hồ sơ mời thầu lần thứ hai. Tất nhiên là sau này thì website họ có thể họ sẽ chỉnh lại thì chúng ta sẽ không phải mất công làm như thế nữa. Tất nhiên nó mất một vài giây thôi. Tiếp theo thì chúng ta bấm nút tiếp tục. Tiếp theo chúng ta chọn cái vai trò nhà thầu là nhà thầu độc lập hay là nhà thầu liên danh. Chúng ta bấm tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta tích vào là tôi cam kết dự thầu, tham dự thầu. Ta bấm nút lưu và chúng ta bấm nút là lập y hồ sơ dự thầu. Sau đó thì chúng ta truy cập đến cái mẫu số 11 là bảng tổng hợp giá dự thầu. Chúng ta kích vào cái nút mà có hình nhập sửa biểu mẫu này. Đó. Thế thì lúc này là website đã hiển thị cho chúng ta các cái cột đơn giá theo hạng mục của số 3 để chúng ta nhập vào. Thế thì bây giờ chúng ta mới quay trở lại phần mềm G8 để chúng ta bấm vào cái nút là tải dữ liệu lên. Và mình hỏi là bạn có chắc chắn tải lên không thì chúng ta chọn yes. Và nó đang up lên dần cho chúng ta đây. Chúng ta có thể xem cái thanh tiến trình của nó và số trang cũng như là số thứ tự của cái công tác. Rồi, thì bây giờ phần mềm G8 nó báo là đã tải xong đơn giá dự thầu đến website. Thời gian tải là 19,24 giây thì mất 19 giây. Ok. Thì sau khi tải xong thì chúng ta bấm nút đóng. Đóng lại. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra. Kiểm tra các công tác đầu. Thì đơn giá thì như lúc nãy là tôi đã cố tình tôi copy đơn giá là 1 2 3 vân vân. Thì sau khi tính là chiết tính dự thầu thì nó lên được là 1 2 4 6 7. Đấy, chúng ta kiểm tra bên phần mềm 8 xem đơn giá có đúng hay không. Đây. 1 chúng ta phóng to lên chúng ta nhìn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 12, 13, 8, 9, 10,
12, 13 vân vân. Đấy. Đây là công tác cuối cùng là công tác 3.9, 3.11 là 58, 59, 61. 3 chấm bao nhiêu? Đây, 3.9, 3.11 đây, 58, 59, 61 đây. 58, 59, 61. Tiếp theo tôi chuyển sang trang 2 tôi kiểm tra, mấy công tác cuối tôi kiểm tra. Từ 5.17 đến trở đi thì là bao nhiêu? 106, 5.16, 106, 07, 08, 09, 111. Tôi kiểm tra đấy ạ. Đây, mấy công tác cuối đấy ạ. 106, 07, 08, 09 và công tác cuối cùng 111. Đấy, thế đấy chính là đơn giá của nó. À, tuy nhiên tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2022 thì ở cái dòng cuối này là tổng hợp giá dự thầu đã bao gồm thuế và các loại phí nếu có. Thì ở đây trên website hiển thị là có 4.827 đồng đấy, và bằng số tiền bằng chữ cũng là chỉ là 4.827 đồng, đó, 4827. Tuy nhiên thì cái kết quả tính ở đây thì nó sum ở đây tổng cộng nó lên tận 68.608. Thì liệu có bị sai gì ở đây không? Đấy, thì rõ ràng là như vừa rồi là tôi đã kiểm tra đơn giá công tác, mấy công tác đầu, mấy công tác giữa và mấy công tác cuối ở đây là khớp. Đấy, khớp. Và cái khối lượng này tôi đã kiểm tra rồi. Tôi đã làm trước đó, tôi kiểm tra khối lượng là chính xác so với cả cái biểu mẫu mời thầu. Đấy. Thế bây giờ thì tại sao nó chênh lệch ở đây là 68.606 đồng mà bên này chỉ có 4.827 đồng, chênh lệch nhau những mười mấy lần, mười mấy lần gì đó. Đấy, 12, 13 lần gì đó. Tại sao như thế? Bởi vì tôi phát hiện ra một điều là rất là lạ, là không hiểu tại sao mà bộ quách đầu tư lại lấy cái 4.827 đồng này là chính là tổng cái đơn giá này, tổng đơn giá 62, 63, 65 vân vân này, từ đầu đến cuối này. Đây, tôi sẽ thử copy cái này sang Excel nhé. Sau đó thì tôi sẽ tính tổng chúng ta xem nó ra đúng số ấy. Tôi chọn bôi đen này, từ dòng đầu dòng cuối tôi chọn copy này. Sau đó tôi mở Excel lên, phóng to chúng ta cùng nhìn nhé. Chúng ta bấm paste thì nó ra 1246 vân vân, hiện ra cái công tác cuối cùng ở đây là 106711 đây. Thì tôi làm hàng sum bằng sum mà thôi, để ở đây cho nhanh, không to sum thì không phải, bằng sum của ô này đến cái ô ở trên cùng này, chưa đây. Tôi bôi đỏ chúng ta nhìn. Và chỗ này, đây, nó thấy ạ. Kết quả là gì ạ? Cái này nó sum từ ô A1 đến ô 91, đúng chưa? Ô 91 ở đây, ô A1 ở ô trên cùng, đó, đúng chưa? Thì nó ra được 4.827. Thế thì trên website cũng là gì ạ? Trên website cũng là 4.827 đồng. Đó, bằng chứng là 4.827 đồng. Có nghĩa là gì là con số này nó không phải là tổng hợp giá trị gói thầu mà là chỉ là tổng đơn giá thôi ạ. Tổng đơn giá các công tác chứ không phải là tổng thành tiền của công tác. Thì sau này có thể chỗ này là bộ quay đầu tư họ sẽ chỉnh lại. Họ sẽ chỉnh lại thì cái con số này này, con số này sẽ khớp với cả cái con số ở đây của chúng ta. Sẽ khớp con số ở đây của chúng ta. Tuy nhiên thì bây giờ chưa chỉnh lại tôi không biết cách nào được cả. Đó. Ok chưa ạ? Rồi, thế như vậy là vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà chúng ta tải cái đơn giá ở cột đơn giá này, cột Y của đơn giá này trong phần mềm dự toán G8 ở trong cái sheet là sheet dự thầu lên website của Bộ Đầu tư thông qua cái menu đấu thầu online và tải đơn giá dự thầu G8 lên website của Bộ Đầu tư. Phần tiếp theo thì tôi sẽ dẫn chúng ta phần thứ ba là phần tải đơn giá dự thầu tệp Excel bất kỳ lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đấy. Thế thì bây giờ để cho nó có dữ liệu và cũng trùng với cả cái file công trình vừa rồi. Thế thì tôi sẽ xuất cái công trình sang Excel mà vào lên file. Xuất công trình sang Excel. Đấy, chúng ta chọn nút save. Xuất công trình Excel này. Tôi chọn đúng đường dẫn để lát cho nó dễ kiểm soát. Chúng ta đặt tên là đây, tiên lượng mời thầu trường trung học Nguyễn Hiền.xl.xls. Chúng ta bấm save.
chúng ta để cho nhanh, chúng ta bỏ cái căn chỉnh đi, bỏ cái thêm cái tiện ích bình dạng mỗi số cho nhanh, chúng ta tăng cái, chúng ta xong rồi thì nó báo đã xuất sang rồi, chúng ta có mở hay không thì chúng ta mở lên qua xem qua một chút thôi. Nó đã sang rồi đây, thì đơn giá hiện ra chúng ta đây đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ đóng cái file sale lại. Nào, cái này chúng ta biết thôi là nó là đơn tổng đơn giá thôi, chúng ta đóng nó lại. Rồi, thế bây giờ chúng ta tạo một cái công trình mới tinh, không có gì cả, không có bất kỳ một công tác nào ở đây, trắng trơn như thế này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ up cái file Excel đấy lên cái website của bộ đầu tư. Chúng ta vào menu đấu thầu online. Chúng ta tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel lên website của bộ đầu tư. Tiếp theo chúng ta chọn là file tiên lượng mời thầu trung học Nguyễn Hiền .xls, vì mới là tôi xuất sang xls chứ không phải xls này. Tôi chọn open. Rồi, thế thì ở đây là chúng ta có cái bài thầu này. Thì để tôi đóng lại nhỉ. Đóng lại, tôi mở lại từ đầu để nó không có số liệu. Tôi mở lại bảng số 11. Đây, tôi mở lại. Mở lại từ đầu thì các cái ô đơn giá này nó là trống để chúng ta dễ quan sát. Rồi. Bây giờ phần mềm hướng dẫn là gì ạ? Có 3 bước. Bước thứ nhất là xin hãy mở bảng tổng hợp dự thầu trên website của Bộ Đầu tư trong trình duyệt web Google Chrome do G8 vừa mở ra. Thì những cái bước vừa rồi tôi đã thao tác là chúng ta đã mở được cái bảng tổng hợp giá dự thầu đây rồi. Đây, mẫu số 11 là bảng tổng hợp giá dự thầu đây rồi ạ. Thì chúng ta đã mở xong rồi. Rồi bây giờ bước thứ hai là gì ạ? Điền các thông số trong tệp Excel, bao gồm thứ nhất là click vào sheet lấy dữ liệu. Thì ở đây có rất nhiều sheet, sheet công trình, giá tháng vân đúng không ạ? Chúng ta click vào cái sheet dự thầu để chúng ta lấy dữ liệu đúng không ạ? Bước tiếp theo là chúng ta chỉ ra cột đơn giá và cột tự và từ dòng nào đến dòng nào. Đấy, cột đơn giá đúng chưa? Cột đơn giá là cột nào? Đây, là cột Y đúng chưa? Chúng ta chọn là cột Y. Từ dòng số mấy ạ? Dòng số 5 đúng chưa? Dòng số 5 chúng ta điền từ dòng vào dòng số 5 ở đây. Đến dòng chúng ta kéo nhanh thanh cuộn ở xuống dưới thì chúng ta đến dòng số 96 đấy ạ, là hết. Chúng ta điền số 96 vào. Thế là xong. Sau đó chúng ta bấm gì ạ? Bấm nút là tải dữ liệu lên. Thì phần mềm G8 có hỏi bạn có chắc chắn tải lên không, thì đương nhiên chúng ta chọn yes. Và chúng ta chờ vài giây để nó tải lên thôi. Và đây thì nó hiển thị cái số trang cũng như là số dòng mà cũng như cái tiến trình mà đang tải để chúng ta nhìn. Thì trong quá trình nó tải chúng ta cứ kệ nó thôi. Rồi, như vậy là lúc nãy tải lên từ G8 mất 19,24 thì bây giờ nó tải lên hết 19,05 giây. Vâng. Cũng 19 giây cả thôi, như nhau thôi. Ok. Đấy. Thế bây giờ nó tải xong rồi thì chúng ta kiểm tra thôi. Kiểm tra thì thế nào? Cột đơn giá là đây, từ dòng đầu đấy. Cột từ dòng đầu. Đơn giá là 12467 12467. Đấy. 7890 đấy, 7890. Đấy, đấy là mấy công tác đầu. Mấy công tác cuối của chúng ta là từ 102, 103, 105, 106, 7, 8, 9 đến 111, đúng chưa? Thì chúng ta kéo này xuống để chúng ta còn nhìn thấy cái trang cuối của nó. Chúng ta chuyển sang trang 2 để chúng ta xem. Đây, thì mấy công tác cuối sẽ là 105, 106, 107, 108, 109 và 111 là cuối cùng. Và tất nhiên ở đây khi mà tải lại lần thứ nữa thì chúng ta thấy gì ạ? Cái dòng là tổng hợp giá dự thầu đã bao gồm thuế phí thì nó vẫn là 4.827 đồng. Và bằng chữ cũng là 4.827 đồng. Đấy, thì lưu ý nhắc lại cái này, không phải là tổng thành tiền của công tác mà đây là tổng của đơn giá các công tác. Tổng đơn giá thì nó không có ý nghĩa gì cả. Tổng thành tiền nó có giá trị để chúng ta so sánh, chứ tổng đơn giá thì không biết để làm gì. Rồi, thì có thể sau này hy vọng là trong thời gian sớm nhất Bộ Kế đầu tư sẽ chỉnh lại cái dòng này để chúng ta so sánh. Chúng ta so sánh chúng ta biết là liệu chúng ta up lên có bị sai cái giá này không. Đấy, và liệu chúng ta tải về có bị sai khối lượng không. Nếu mà cả hai cái nó khớp thì cái số tiền này với cả cái số tiền ở trong phần mềm nó sẽ khớp nhau. Đấy, trong file Excel này sẽ khớp nhau. Đấy. Còn nếu nó lệch một trong hai cái đại lượng là khối lượng và đơn giá này thì tất nhiên cái tổng cuối cùng sẽ lệch nhau. Đấy. Tuy nhiên trong trường hợp này là đang có sự nhầm lẫn trên website là cái sum này là cái 4.827 là tổng của đơn giá chứ không phải tổng thành tiền. Cho nên là tôi cũng không cách nào để mà so sánh được cả. Và hy vọng sau này họ sẽ chỉnh lại. Ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mà chúng ta up cái đơn giá dự thầu mà chúng ta làm từ một file Excel bất kỳ.
có thể là xuất từ cái phần mềm dự toán nào đó ra. Đấy, có thể là xuất từ G8 hay một phần mềm đó, hoặc là có thể chúng ta làm tay. Đấy, sau đó chúng ta up lên. Thế thì tại sao tuy nhiên thì ở trong cái website của mỗi đầu tư này thì có một cái chức năng là tải mẫu Excel bất kỳ tại đây, sau đó thì chúng ta up cái file Excel lên. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm bằng bằng cái mẫu này của website ấy, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải copy cái khối lượng cái giá này đúng vào cái file mẫu đấy thì nó khớp được. Tuy nhiên thì nếu chúng ta làm bằng phần mềm G8 thì chúng ta không cần phải làm đúng mẫu, bởi vì khi làm thầu thì rõ ràng là chúng ta phải làm rất, chúng ta phải đưa qua Excel và chúng ta phải thêm sửa rất nhiều sheet, rất nhiều cột đấy khác nhau để mà chúng ta làm bài thầu cho nó được như ý muốn của chúng ta.